xe của mình thì khi mình bắt đầu mua ấy, thì mình cũng tìm hiểu về phần nhựa xe. Con nhựa xe này thì nhựa nó hầu như là có ngàm và lẫy. Vì vậy là mình độ chỉ độ một lần thôi, mình sẽ không dành thời gian để nhiều vì khi tháo ra nó tháo vào nó yếu. Thì phần độ của mình thì đầu tiên mình mua về mình làm là mình làm đèn xe, đèn winner đời 1 đời 2 này thì đèn nó rất là yếu. Vì vậy là mình lắp thêm hệ thống bi cầu hay là 5 béo bóng cộng 150%. Thì khi bóng này thì nó rất là sáng và bao quát rộng hơn đèn LED. Trên thị trường cũng có những cái loại đèn như là mạch tăng sáng ấy, nhưng mà mạch tăng sáng thì vẫn nằm trong chóa zin. Vì vậy là nó sáng nhưng mà góc bao quát nó không rộng. Khi mình đi đường trường thì những cái vùng tối, vùng gọi là vùng điểm mù ấy thì nó nhiều. Đấy. Tiếp theo là phần xi nhan. Xi nhan thì mình có lên cặp xi nhan trước và sau. Xi nhan dẻo Speed. Thì cái xi nhan này thì thứ nhất là nó bé, nó sẽ không lòi ra ngoài, khi mà đi mình sẽ không sợ bị qua quyệt bị vỡ. Tiếp theo nữa là mình lên hệ thống tay côn CRG Racing Line. Thì cái tay côn này nó hơn tay côn zin là nó có thể điều chỉnh được độ rộng mở của tay côn và nó nhẹ hơn tay côn zin nó tầm khoảng 30%, mà nó vẫn giữ được hiệu năng khi mà bóp côn. Tiếp theo nữa là mình lên hệ thống ốc titan. Ốc titan đây. Ốc titan thì nó có độ cứng hơn 10 lần thép, có nhẹ hơn, nhẹ gần bằng nhôm. Nhưng mà thật ra lên thì để đẹp thôi, mình trang trí điểm nhấn trên xe. Cái giảm sóc của Winner Zin X ấy, thì nó khá là êm và mềm, nhưng mà nó cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Ví dụ là mình muốn thay đổi được thông số khi mà đi quãng đường như là đường trường thì mình muốn nó cứng lên, còn đi đường off-road, đường xấu thì mình muốn nó mềm ra, hoặc là đèo thêm bạn và thêm đồ đằng sau nữa để cho nó xe nó đầm, thì giảm sóc cũ nó không đáp ứng được. Thì mình lên thuộc của Racing Boy. Thì cái phuộc này thì nó chỉnh được 3 thông số: độ nén lò xo, rebound và độ mềm của hộp phuộc. Cho những hệ thống xe có công suất nó lớn như con xe này, nếu mà 150 thì cũng không lớn lắm, nhưng mà khi mà tốc độ cao ấy thì mình chú tâm vào phần phanh và phần mình tâm huyết nhất. Đầu tiên là mình lên cùng heo này. Heo này là heo Brembo M50, thì ở trên thị trường nó giá tầm 8 triệu. Thì khi cân heo này thì nó là 4 piece, nó và cùng cái đĩa NSR 295mm. Cái đĩa này và cùng heo này tạo ra một cái lực thắng rất là tốt. Vì vậy là rất ít khi phải dùng ABS, bởi vì nó là lực thắng rất êm và mạnh. Khi ở trên này thì đi cùng với cả cùng heo thì mình đã độ thêm một cái tay là tay Brembo RZ19. Cái tay này thì thật ra là nó hơi dư thừa cho một cái heo 4 bit, nhưng mà khi mình lên xe mình chỉ cần chạm nhẹ và mình hơi siết một chút là mình nó cảm nhận được rõ lực, trong khi đấy tay zin sẽ không có được cái đấy. Tay zin khi mà bóp thì mình sẽ không cảm nhận được rõ lực từ 10%, 50%, 90%. Trong khi đấy cái tay này thì mình có thể cảm nhận được rõ. Khi mình vào cua mình già phanh nhẹ, mình già nhẹ thôi thì xe nó sẽ hơi hãm lại, và mình rất thích cái cảm giác đấy. Tiếp theo phần heo phanh sau. Khi mình lên hệ thống heo sau ấy thì mình lên heo Brembo 2 feet đối xứng và đĩa SH cùng với cả cái pen đạp của Brembo đây nữa. Thì cái lực này cho ra một cảm nhận cũng rất rõ. Không như xe cũ, xe hộ bộ heo zin của xe Winner ấy, thì khi mình đạp mình sẽ không cảm nhận được rõ lực và rất dễ bị khóa bánh. Trong cái đấy con này mình tác động lên chân thì mình cảm nhận được rõ lực để không bị khóa bánh, hoặc là mình chỉ già thôi, khi vào cua mình già rất nhẹ, hoặc là mình trên đường đi mình có một cái vật mình đang tính là nó sẽ lao ra đường ấy thì mình đạp nhẹ thì lực ra rất tốt trên xe. Kèm theo đấy là bình dầu khói Brembo và ống dây dầu này, hay là dây dầu Morin thì mình lắp thêm những hệ thống đấy. Đằng sau này thì mình cũng đã lên hết ốc titan rồi, bao cả hệ thống heo, cả hệ thống gắp lẫn bắt ống bô. Hệ thống spark key này thì mình đã lên của SH. Thì hệ thống khóa zin của Winner X này đã có phần mở cốp. Thì vậy là khi mình lắp cái hệ thống này lên thì nó sẽ không mất quá nhiều công đoạn mà khoét với cả chế cháo. Lắp lên gần như là giữ được nguyên được zin. Khi mà lên hệ thống trộm này thì spark key này thì mình cảm thấy khá an tâm và tiện lợi. Thứ nhất là nó chống trộm tốt và trộm sẽ không bẻ được khóa. Thứ hai nữa là khi mà rất là tiện lợi, mình sẽ không phải mất thời gian mình tìm cái lỗ để mình tra chìa khóa vào. Trên Winner X và Winner đời đầu ấy, thì cái cốp nó không có. Để cốp các xe khác thì để đồ, nhưng mà cái này thì hộc gió lên. Vì vậy là mình phải lắp thêm một cái thùng này nữa để áo mưa, găng tay và những cái đồ dụng cụ sửa xe. Tiếp theo nữa là trên mặt đồng hồ thì mình đã lắp hệ thống tắt đèn này. Bi cầu mình lên ấy khá là sáng. Mình muốn khi mà mình lên vỉa hè thì mình không muốn hắt vào mặt người ngồi ấy, trên đấy. Thì mình đã hết lắp hệ thống tắt đèn đi. Đây là hệ thống tắt động cơ tạm thời. Trên đấy thì bên này thì mình có lắp thêm một cái đồng hồ đo. Đây là đo giờ, đo nhiệt độ và đo vôn. Thì của Rizoma. Còn các điều khiển các hệ thống đèn và còi ấy, thì mình lắp ở công tắc ở đây và ở phần dưới hốc này.